Chào anh chị đã quay trở lại với đảo Thiên Đường Hòn Thơm tại Nam Đảo Ngọc Phú Quốc. Và những giá trị tài sản sẽ ra sao khi 3 năm tới dưới bàn tay khéo léo của tập đoàn Sun Group, thì trước mặt chúng ta sẽ là các cái bến du thuyền hạng sang kéo và neo đậu ngay dưới những căn Commercial Villas cùng với Shophouse The Marina của mình. Nếu Phú Quốc được ví như thiên đường du lịch thì Hòn Thơm được ví như một viên ngọc chân quý nằm ở phía nam của đảo Phú Quốc, một thiên đường nghỉ dưỡng nằm giữa những cái thiên đường nơi tất cả mọi nhu cầu đều được thỏa mãn, thiết lập biểu tượng mới của sự tận hưởng, tái định nghĩa giá trị mới của cuộc sống. Và cuối tháng 3, dự kiến vào ngày 26 tháng 3 thì tập đoàn Sun Group sẽ tung ra thị trường và mở bán những sản phẩm đầu tiên như Shophouse Santorini và biệt thự Bãi Trào, góp phần gia tăng sức khỏe và cải thiện về cái sự cân bằng thân tâm trí cho chủ sở hữu. Xu hướng di cư ra đảo và sở hữu bất động sản trên đảo với lối sống tự nhiên và nguyên bản chưa bao giờ hạ nhiệt trong giới thượng lưu, và đảo Thiên Đường chính là cơ hội vàng dành cho những chủ nhân xứng tầm. Ở trên màn hình thì chúng ta đang nhìn thấy khu vực mà tập đoàn Sun Group sẽ triển khai hai dự án, đó là Shophouse Santorini cũng như là biệt thự Bãi Trào. Biệt thự Bãi Trào của chúng ta sẽ nằm tại Bãi Trào, bãi biển phía trái màn hình, và Shophouse Santorini sẽ nằm mũi Bãi Trào, một cái mỏm đá giữa bãi nam, bãi biển ở phía phải màn hình và Bãi Trào ở phía trái màn hình. Chúng ta sẽ có dự án Shophouse Santorini. Và hiện tại thì tập đoàn Sun Group đã công bố những thông tin cơ bản về khu vực Shophouse Santorini, với tên thương mại của dự án sẽ là The Marina và thuộc vị trí là Nautical District Bãi Trào, đảo Thiên Đường Hòn Thơm Phú Quốc. Và chúng ta đang di chuyển cận cảnh hơn đến với khu vực sẽ phát triển làng Santorini Hy Lạp huyền thoại và thu nhỏ ngay tại Hòn Thơm Phú Quốc. Chúng ta đang được nhìn thấy một cái khung cảnh đúng như cái tên gọi mà Sun Group đặt cho Hòn Thơm, đó là đảo Thiên Đường. Với hai dự án đầu tiên, Shophouse Santorini của chúng ta sẽ có tổng số căn là 235 căn, mật độ xây dựng toàn khu là 35%, và pháp lý thì sẽ là đất thương mại dịch vụ 70 năm đến 2085. Diện tích điển hình các loại căn sẽ là 100 đến 120 m2. Chúng ta có 142 căn. 121 đến 160 m2, chúng ta có 55 căn. Diện tích từ 161 đến 200 m2, chúng ta có 24 căn. Và trên 200 m2 thì chúng ta có 14 căn thôi. Số tầng thì dao động sẽ từ 3,5 tầng, chúng ta có 96 căn. 4,5 tầng, chúng ta có 69 căn. Và 5,5 tầng, chúng ta có 47 căn. Còn lại thì có 23 căn, sẽ cao 6 tầng. Số lượng của những căn Shophouse Santorini view được biển sẽ chiếm đến 92% Shophouse view biển. Trực diện biển thì chúng ta có 64 căn, chiếm 27%. View biển 1 tầng là 114 căn, chiếm 49%. Và view biển 2 tầng là 33 căn, chiếm 14%. Và view biển 3 tầng là 5 căn, chiếm 2%. View nội khu là 16 căn, chiếm 8%. Tổng số lượng căn view nội khu của chúng ta sẽ là 16 căn. Và đây là những căn Shophouse rẻ nhất, có giá trị bán, giá bán thấp nhất. Còn những cái căn Shophouse view biển và trực diện biển chúng ta có 62 căn, chiếm 27% quỹ hàng, thì sẽ là những cái căn có giá bán và giá trị thương mại cao nhất. Đây là cái mỏm đá mà chủ đầu tư Sun Group sẽ xây dựng 235 căn Shophouse Santorini. Bên cạnh đó thì sẽ là vịnh cảng du thuyền, nơi neo đậu của những căn du thuyền siêu sang. Và chính cái vị trí này là một trong những cái vị trí bất động sản đẹp nhất của bờ Tây Nam Đảo Ngọc Phú Quốc, với những cái sườn đồi và những cái gành đá hoàn toàn là tự nhiên. Bên cạnh góc trái màn hình chúng ta sẽ là bãi đá Trào. Và Shophouse Santorini với phong cách Santorini được tư vấn kiến trúc cảnh quan và tư vấn thiết kế kiến trúc là đơn vị Ten Design, tư vấn hạ tầng là VCC.
Hiện tại thì chưa có cái giá bán cụ thể về Shophouse Santorini, nhưng mà chúng ta có những thông tin cơ bản để chị có thể đặt booking ngay thời điểm hiện tại. Và một ngôi làng Santorini hiện đại với cảm hứng kiến trúc từ Santorini huyền thoại từ đất nước Hy Lạp, mang âm hưởng kiến trúc đương đại với những cách mà đơn vị Trend Design xử lý kiến trúc phù hợp với khí hậu bản địa, sẽ là một trong những lựa chọn để anh chị có thể đầu tư dài hạn cùng tập đoàn Sanduk, biến Hòn Thơm trở thành đảo thiên đường. Ngoài ra thì một sản phẩm khác của tập đoàn Sanduk mà sẽ ra mắt ngay trong cuối tháng 3 và đầu tháng 4 của năm 2022, đó là khu biệt thự Commercial Village, biệt thự sát mặt biển Bãi Trào. Chúng ta có phiên bản giới hạn chỉ có 105 căn mặt biệt thự mặt biển Bãi Trào, với chiều dài của biển Bãi Trào chúng ta đang được nhìn thấy trên màn hình, trải dài đâu đó gần 1 km. Ngoài ra thì đến với Bãi Trào, đến với Nautical District, một trong 6 phân khu mà Sanduk quy hoạch tại Hòn Thơm, thì đây là phân khu sở hữu với cái địa hình khác nhau, địa hình triền đồi, địa hình mặt biển và địa hình gành đá. Thì tập đoàn Sanduk sẽ triển khai một trong những cái công trình biểu tượng, đó là tòa nhà cánh buồm, một trong những cái biểu tượng rất là nổi tiếng của Dubai. Thì Sanduk sẽ mang tòa nhà cánh buồm biểu tượng của Hòn Thơm Paradise Islands đến với Phú Quốc. Ở đây thì khu vực Nautical District của Bãi Trào Hòn Thơm thì chúng ta sẽ quy tụ những cái công trình xa hoa cùng với chuỗi tiện ích dịch vụ đẳng cấp, và tòa nhà cánh buồm biểu tượng của Hòn Thơm Paradise Island với thiết kế độc đáo, lấy cảm hứng từ cánh buồm no gió thuộc phân khu The Landmark. Nautical District chính là biểu tượng cho sự phồn thịnh của đảo thiên đường. Ở đây thì sẽ có những phía dưới cái khu vực khối đế của tòa nhà biểu tượng cánh buồm, chúng ta sẽ có thêm những cái hạng mục như là casino, trung tâm thương mại, nơi mà mua sắm đầy đủ. Và phía sau của những căn biệt thự sát biển Commercial Village thì chúng ta sẽ có những cái block mini hotel. Và anh chị nào đang quan tâm về hai sản phẩm chính mà tập đoàn Sanduk chuẩn bị cho ra mắt thị trường, đó là Shophouse Santorini và biệt thự sát biển Commercial Village tại Bãi Trào, thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với Vinh qua số hotline trên màn hình để sở hữu cho mình một trong những sản phẩm đẳng cấp nhất tại Việt Nam và đẳng cấp nhất tại đảo Ngọc Thiên Đường, với cái vị thế lưng tựa núi mặt hướng biển tại khu vực Bãi Trào, khu vực Nautical District, một trong 6 phân khu đầu tiên mà Sanduk sẽ triển khai tại đảo Ngọc Phú Quốc, với cái vị trí tuyệt đẹp. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip ngắn về đảo thiên đường Hòn Thơm, về những thông tin về làng Shophouse Santorini, biệt thự Bãi Trào và tòa nhà biểu tượng cánh buồm. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị tại đảo thiên đường.